bông hồng đẹp nhất. Ở một vùng quê nọ, có hai cha con một nhà trồng hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và được cả xã hội công nhận về thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con có rất nhiều tài. Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương và đầy đủ vật chất mà người cha ban cho. Anh đã học được nhiều nghề, làm được nhiều điều hay. Nhưng ở tuổi 35, anh vẫn là một người vô danh trong xã hội. Anh luôn suy nghĩ về điều này, vẫn không thể hiểu tại sao mình làm nhiều điều hay mà đến giờ vẫn là người vô danh. Người cha hiểu ý, liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào cây bông hồng to nhất, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho cậu con trai và hỏi: "Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các cây khác không? Có phải vì cha mua giống mới không?" "Không phải," người cha đáp, "tất cả đều chung một giống hoa con ạ." "Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?" "Cũng không phải, điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều như nhau." "Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn." "Con lại sai nữa rồi, đất cũng giống nhau." Người con không biết trả lời sao nữa. Anh nghĩ mãi nhưng vẫn không thể giải thích nổi. Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo: "Con có nhận thấy cây bông hồng này ít lá và ít nụ không?" "À đúng rồi, nhưng có nghĩa là gì hả cha?" "Trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông này là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó, ta tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa bớt." Người con có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời: "Tất cả các cây hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng cây này lại được đặc ân của ta là tỉa bớt cành, nụ và lá nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn." Trầm ngâm một lúc, ông lại tiếp: "Cũng như con, tuy con rất giỏi, rất nhiều tài, làm được rất nhiều việc, nhưng vẫn giống như những người khác vì con thiếu tập trung, bị phân tán năng lượng và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định mình sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới. Con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhất, điều gì khiến con có thể sống chết với nó, không quản khó khăn. Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ." Lúc này, người con đã hiểu ra vấn đề. Anh khóc rồi ôm chầm người cha và cảm ơn ông về câu chuyện đã giúp anh nhìn nhận cuộc đời tốt hơn. Ai cũng có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng nếu không biết cách bỏ bớt để tập trung cho điều mình mong muốn, thì mãi mãi vẫn sẽ là người vô danh.